Ok các bạn ơi, ở đằng kia mình phát hiện có một anh siêu nhân người dơi và một con zombie kìa các bạn ơi. Bây giờ mình vừa mới mua một cái cây súng đồ chơi nè ha. Mình sẽ dùng cái súng đồ chơi này mình bắn hạ anh siêu nhân người dơi và con zombie này nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái súng này ra cho các bạn cùng xem nha. Đây là cái súng đồ chơi thôi nha các bạn ơi, không có làm mà bị thương nha. Đây. Wow. Đây các bạn ơi. Đây. Ồ, cái khẩu súng này các bạn ơi, nhìn thấy ngầu chưa? À, bây giờ thì mình sẽ hạ anh siêu nhân người dơi này và con zombie đó nha. Đây, bây giờ mình sẽ lắp súng vô các bạn. Đây. Đó. Ok, bây giờ còn đây là đạn nè các bạn ơi. À, đây là mấy viên đạn nha. Đây, mình sẽ mở mấy viên đạn này ra. Wow, được 6 viên đạn nha các bạn ơi. 3 viên đạn màu vàng và 3 viên đạn màu xanh dương nha. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ để đây nha. Đây. Ui, cái cây súng này tới 3 nòng rồi nè các bạn ơi. Đây, có thể gắn được 3 viên đạn luôn nha. Wow, xịn nha. Bây giờ mình sẽ gắn thử coi. Đây, 1 viên nè, 2 viên nè, 3 viên nè các bạn ơi. Ồ, bây giờ thì mình sẽ bắn anh siêu nhân người dơi thì trước nha. Mình đã vô đạn rồi nè các bạn. Đây, 1, 2, 3. Wow, ui các bạn ơi. À, vô lần 3 viên nhưng mà mình bắn một lần 1 viên thôi các bạn ơi. Bắn xong mình sẽ kéo cò tiếp nè. Đây. Ôi, kỳ với ta, bắn không ra đạn nè các bạn. Đây, để mình coi lại coi. Đây. Ôi, kỳ với ta. À, ôi các bạn ơi, hai cái ở dưới đây nè các bạn. Hai cái dưới đây là hình như là chỉ để đạn thôi chứ không có bắn ra đạn nha. Hai cái lỗ dưới đây là chỉ ra đạn thôi, còn có lỗ trên đây mới bắn ra đạn nè các bạn. Đây, để mình lấy lại cho các bạn xem này. Ồ, wow, đạn bay ra luôn các bạn ơi, nhưng mà không trúng. Đây, lại coi nha. Đây, bắn nãy giờ 3 viên rồi mà không trúng các bạn ơi. Đây, lại nào. Wow, hay, mình đã hạ được anh siêu nhân người dơi rồi các bạn ơi. Bây giờ là tiếp theo là tới anh mà người về zombie nha. Ôi, công nhận cái viên đạn màu xanh này bắn chuẩn hơn viên đạn màu vàng các bạn ơi. Màu xanh này mình bắn một viên một trúng rồi, màu vàng mình bắn hai viên chưa trúng nữa. Bây giờ mình sẽ bắn zombie nè. Đây. Wow. Ôi, nhém trúng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắn lại nha. Đây. Wow, nhém trúng zombie các bạn. Hai. Ồ. Wow. Ôi, vậy mà chưa trúng nữa các bạn ơi, còn một viên đạn cuối cùng à. Ai không biết viên đạn này trúng không đây. Một phát cuối cùng nha các bạn. Wow, hai. Thế là 6 viên đạn mình đã hạ gục được hai đối thủ của mình rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, mình phát hiện ở dưới đây có rất là nhiều xe đồ chơi bị vùi lấp dưới đây nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ giải cứu những chiếc xe đồ chơi này nha. Hai, bây giờ mình sẽ đào ra các bạn ơi. Wow. Ui. Wow, mình đào thấy chiếc xe gì nè các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe cảnh sát nè. À, chiếc xe cảnh sát này trong cái bộ phim hoạt hình gì nè các bạn ơi. Wow, bạn nào biết bộ phim hoạt hình gì các bạn bình luận thử cho mình biết coi nào. Ai, một chiếc xe cảnh sát rất là đẹp nha. À, bây giờ mình sẽ đào xong mình sẽ bỏ vô gỗ nha các bạn. Ai, ôi, chiếc xe gì cũng màu xanh xanh dương nữa nè các bạn ơi. Wow. Wow, là một chiếc xe này, xe tải nè các bạn ơi, xe tải poli nha. Ồ, ở đây có chữ police cảnh sát nè các bạn. À, vậy là xe tải này của mấy anh cảnh sát hay gì nè. Wow, rất là đẹp luôn. Ai, mở cửa ra nha. Ai. Wow, xe tải này có thể mở cửa ra được luôn nha các bạn ơi. Đây, bên trong nè, không có cái gì hết. À ha. Ồ, sẽ đóng cửa lại nha. Ai. Ai. Ok, bây giờ sẽ tiếp tục nha. Ui. Ui, xe gì đây các bạn ơi? Wow. Wow. Ui các bạn ơi. Ở đây là nguyên một chiếc xe bồn chở xăng nè các bạn. À, xe bồn chở xăng này rất là đẹp luôn nha. Ồ, xe này xịn nha các bạn ơi. Ồ, hình như mình thấy xe này làm bằng sắt hay gì nè. Wow, rất là nặng luôn. À, hay. Ok, cho vô đây nha. Rồi, tiếp tục coi nào. Wow. Ui. Ui, hình như là một anh siêu nhân nè các bạn ơi. Wow, đây là một anh siêu nhân người dơi nè. Ai. Các bạn nhìn thấy ngầu ghê chưa? À, hai anh siêu nhân người dơi bị chôn lấp ở dưới đây luôn các bạn ơi. Hai, hai tiếp tục chiếc xe gì lú cái bánh này ra đây. Wow, ô, đây là một chiếc xe máy xúc nè các bạn ơi, máy xúc cát nha. Hai, ô, đây là chiếc xe máy xúc cát nè. À, nhìn ngầu chưa? Hai, hai, wow,
Rồi, chiếc xe thì rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục coi nào. Ui xì gì đây. Đây là một chiếc xe tăng nè các bạn ơi. Chiếc xe tăng này đẹp nha. Đây là cái nòng súng nè các bạn. Chiếc xe tăng này mà hình vuông luôn các bạn ơi. Các bạn thấy xe tăng bắn ghê chưa? Ok, cho vô gỗ luôn. Tiếp tục coi nào. Chiếc xe gì mà đỏ đây. Đây là chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Xe cứu hỏa có hai cây thang nè. Cái súng này bắn nước nè các bạn. Xe cứu hỏa là xịn nha. Còn chiếc xe gì nữa đây. Đây là chiếc xe lưu nè các bạn ơi. Chiếc xe lưu cát nha. Đây các bạn thấy lưu cát bằng luôn nè. Lưu xịn chưa. Lưu cát bằng luôn nè các bạn ơi. Xe này rất là lợi hại nha. Này các bạn thấy chiếc xe lưu ngang là đường bằng hết trơn luôn nè các bạn ơi. Bằng láng luôn nha. Rất là xịn luôn. Tiếp tục nha. Ôi xe gì đây. Một chiếc xe cần cẩu mút cát này các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu mút cát này dính quá trời nhiều cát luôn. Mình mẩy bị chôn lùi vùi dưới cát đầy mình mẩy luôn rồi các bạn ơi. Rồi tiếp tục nha. Xe gì đây. Đây là một chiếc xe tải nè các bạn ơi. Xe tải chở cát nha. Bỏ cát vô nào. Ba bỏ đầy luôn các bạn ơi. Đấy, bạn thấy chạy ghê chưa. Đổ cát ra nào. Chạy về nha. Cho vô luôn. Tiếp tục là chiếc xe gì đây. Một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Đây có chữ police nè. Có hai anh cảnh sát nữa nè các bạn ơi. Một anh cảnh sát và một chị cảnh sát nha. Rất là xịn luôn. Ủa gì đây. Một cây súng đồ chơi các bạn ơi. Cây súng mũ đồ chơi nè. Bằng bằng bằng. Súng này xịn nha các bạn. Súng này bắn có lý à. Cho vô gỗ luôn nha. Còn gì nữa không. Hình như hết đồ chơi hết gì rồi các bạn ơi. Còn chiếc xe gì đây. Một chiếc xe này trộn bê tông nữa các bạn ơi. Xe này xe trộn bê tông nha. Xe này đẹp nè các bạn ơi. Ok, bây giờ sẽ cho vô gỗ nha. Còn xe gì nữa không. Chiếc xe gì đây. Một chiếc xe cần cẩu rồi các bạn ơi. Xe cần cẩu này đẹp chưa. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Coi còn nha. Hình như hết rồi nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đem đồ chơi mình đi rửa nha. Ok các bạn ơi, những chiếc xe đồ chơi mình đã ship ra đây rồi nè các bạn ơi. Có anh siêu nhân cho nằm luôn nè. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái vòi nước này để mà mình xịt rửa nha các bạn ơi. Chiếc xe thì rất là dơ luôn nè. Bây giờ mình rửa thôi. Ngã luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ cho anh lên lại nha. Mình rửa xong một cái là chiếc xe sạch luôn nè các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu này mút cát này rất là dơ luôn nè. Để mình rửa nha. Các bạn thấy mình xịt rửa một cái là sạch luôn nè các bạn ơi. Đẹp chưa. Mấy chiếc xe này dơ là mình xịt rửa một cái là sạch liền nha các bạn. Ok chưa. Mới luôn nha các bạn ơi. Chiếc xe này ngã luôn rồi. Cái xe tăng này. Sạch chưa. Xe tải bu ly này các bạn ơi. Tắm cho anh siêu nhân này coi. Siêu nhân này tắm xong đẹp trai quá các bạn ơi. Để xe cứu quả nè. Xe bồn nè. Xe lưu nè các bạn ơi. Chiếc xe lưu này ngầu nha. Mình đã tắm sạch sẽ chưa nè các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.